Chiều ngày 4 tháng 3, Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng thưởng Quân chương Lao động và bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế xã hội, công tác giáo dục và công tác an sinh xã hội. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo huyện Thoại Sơn đã truy tặng danh hiệu Vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho ba mẹ Võ Thị Quá ngụ ở xã Giọng Thê, Đào Thị Hiếu và mẹ Quỳnh Thị Lắm cùng ngụ thị trấn Ốc Eo vì có nhiều cống hiến hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trao tặng hai quân chương lao động hạng nhì cho tập thể phòng tài chính kế hoạch và đảng bộ chính quyền nhân dân xã Thoại Giang, trao tặng 4 quân chương lao động hạng ba cho hai tập thể và hai cá nhân. Dịp này, lãnh đạo huyện Thoại Sơn cũng đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một tập thể và 29 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giáo dục đào tạo và công tác an sinh xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc từ năm 2015 đến năm 2019. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn Nguyễn Ngọc Điệp trân trọng ghi nhận và tri ân sâu sắc đến mẹ Việt Nam anh hùng và các tập thể cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của huyện nhà. Đồng thời mong muốn các tập thể và cá nhân được tặng thưởng đợt này tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, xứng đáng là những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.